Và thằng em chào quý anh em bà con cô bác ha. Hôm nay trở lại với anh Điền. Đây, Rồi. anh Điền. Hello, xin chào bà con nhé. Hôm nay thì có mà anh chủ máy là xưởng Thiện Khánh Xuyên ở Nam Căn có lên đây chơi rồi test thử cái máy. Đây là Yanma 3T75 lốc xám dòng tua 3.6. Đó, test máy thì thấy anh em thấy cũng ok. Đó, thành ra bữa nay nãy mình có chạy thử vòng nhưng mà không có quay ra anh em coi tại vì trời đang mưa, anh em cũng thông cảm nha. Đó. Máy thì tình trạng máy thì quá là ok luôn anh em ơi, nói chung là hàng thiển luôn à, nhưng mà đẹp len keng cây xà beng luôn, nói chung là quá khứ. Hiện tại thì mình cũng tính qua Tết này gắp thêm một con máy hoặc hai con nữa. Tại vì trong Tết điều kiện kinh tế nó cũng còn hơi eo hẹp. Cái máy này đẹp xuất sắc luôn á. Được rồi thì cũng có hai chồng cũng có xuống dưới mua đó, rồi cũng cho bà con cũng có coi rồi. Máy thì đẹp lan can. Đó. Chung là giờ đề mà chìa khóa để đâu rồi cũng không biết nữa. Bây giờ lấy cái dao test thử cho bà con coi luôn nha. Nói chung là ở Sự Thiện Khánh Xuyên bán máy thì hàng tiễn thôi bà con ơi. Nói chung tại vì là hàng tiễn lúc nào nó cũng đẹp hết. Khi mình ra cửa hàng mua nhiều cái con máy lắm nhưng mà trong đó mình không có lựa chọn thì con máy nó nhiều khi nó cũng không được theo ý muốn của mình. Nhưng mà bên đây thì hàng tiễn, thợ tiễn thì bà con biết rồi đó, hàng nó là lúc nào hàng chuẩn. Cái dòng 3T lốc xám này thì nó là dòng phát điện, thành ra lúc nào nó đẹp hết đó. Cái này mình xài cũng hơn tháng rồi nha, hơn tháng rồi chứ không phải là mới gấp. Nhưng mà bữa nay anh em mới có dịp xuống tới nhà để mà chơi thôi, đó giờ anh em cũng mới biết thôi chứ không phải là quen lâu. Đó, nhiều khi anh em bà con mình nói là cũng quen lâu qua YouTube để anh em mình coi, không phải, mới quen thôi. Đó, bữa nay có dịp anh em tới chơi đó, mình quay con máy cho anh em mình tham khảo nha. Tình trạng là bình nước ngọt là ok không anh? Không, bình nước ngọt thì quá là ok luôn. Nói chung là nó chỉ nước bên trong nó chỉ hẩm hẩm thôi chứ thực sự ra nó không có nóng cho máy. Đây, máy đang chạy nãy giờ đó, đụng tay vô vẫn bình thường, nó chỉ hẩm hẩm là nước xanh nè. Đó, ok, chúng mình sử dụng cũng khoảng tầm hơn tháng rồi, không phải mới đây. Với hồi đó giờ cũng từng xài máy xe cũng nhiều lắm, cũng am hiểu gì nó cũng nhiều lắm chứ không phải là nói là không biết, thì mình nói là mình nói dốc, cũng biết am hiểu nhiều. Con máy nào bung không bung hay là như thế nào á, nhìn sơ rồi mình cũng có thể mình biết được. Hàng nghĩa địa nguyên zin. Đó. Mình với bạn mình là nói nào ngay cũng mới quen đây thôi, từ cái mua con máy này nè. Chứ thực sự ra không phải là quen trước. Nhiều khi bà con không hiểu không, nói ông này ông kia quen trước rồi quay clip lên cho bà con mình coi, là không phải, cái đó mình nói thật. Nó mới quen thôi, nhưng mà anh em thấy anh em sống đúng nghĩa. Cái nhất, cái thứ hai nữa là đưa cho mình hàng đâu đó là rõ ràng, xịn sò. Thành ra mình mới quen anh em tham khảo. Nếu anh em nào mà có mua máy thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0918782120 nha. Đó, xưởng Thiện Khánh Xuyên ở Nam Căn, Cà Mau. Đó. Còn dàn cầu thì nó nào ngay, dàn cầu thì xưởng Thiện dưới Nam Căn muốn làm kiểu nào đó thì anh em cứ tham khảo, kiểu nào cũng có hết. Cái đó là cái này dàn cầu, con này chỉ bình nước ngọt với chụp poly bánh chớn càng ăn đạn thôi. Còn dàn cầu cũ, dàn cũ cầu cũ ở nhà xài. Quay cho anh em tham khảo thôi, cái lắp này cũng hơi vắng, không được dài. Rồi xin cảm ơn lời góp ý chân thành của anh Điền. Anh em thì
đâu đó mà có gì thì cứ liên hệ đây, đây. Cánh Xuyên sẽ đón tiếp anh em. Cái này anh em mình chia sẻ thật sự chứ không phải là nói dốc nói láo gì chứ. Cái đó là tôi nói thật. Đây là khu vực cái vườn nhà phấn ha anh. Ấp Trực Độ, xã Thanh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Đây là khu vực của anh, đang trời đang mưa. Quay đến nơi để kiểm tra và hỏi ý kiến của bà con cô bác này sửa hàng sử dụng bên em. Lần nữa xin cảm ơn lời góp ý của anh Điền rất là nhiều. Đây là dân A3T75. Máy thì phần với em chứ bình nước ngọt. Còn đây là dàn cầu thì tại dàn cầu của anh. Cái này của anh làm nhà thì không nói ha. Cái này mình cho qua. Còn đây là phần máy của em. Rồi xin cảm ơn quý em bà con cô bác rất là nhiều ạ.